Hey, chào mừng các bạn đã đến với Đức Hà Vlog Review. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm này cũng đến từ Sang Đỏ nha các bạn. Đây là một bộ tô vít nha các bạn. Đây bộ tô vít nha. Số tiền thu hộ 17.000 nha các bạn. Đây bộ tô vít này được đóng trong một cái túi chống sốc nha. Bộ tô vít này thì nó cũng rất công dụng nha, để chúng ta sửa chữa vật dụng trong nhà của chúng ta như là điện nữa các bạn. Cái này rất ok, rất cần nha. Rồi trước khi mình khui sản phẩm này ra, các bạn dành ra vài giây đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tới các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng nha. Link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui sản phẩm này ra xem sản phẩm như thế nào nha các bạn. Tắt chưa là cứng. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta nha các bạn. Đây, nhỏ gọn rất đẹp nha các bạn. Đây là sản phẩm đây. Có một cái dây này để chúng ta móc lên tường, đóng đinh móc lên tường cũng được nha. Đây, thông số những cái nó ghi này. Đây, nó có ký hiệu cho chúng ta như này. Đó, nó có những cái pick up gì đây các bạn. Cái này thì mình đọc mình cũng chả hiểu đâu. Khi sử dụng thì thấy đầu nào hợp vừa thì mình sử dụng thôi. Còn cái này thì mình cũng bó tay, mình không rành về cái này lắm. Đây, nó đóng như quả lựu đạn nha các bạn. Rút ngồi ra, rút ngồi, rồi rút luôn. Rồi, cái này làm dở thế. Rút ngồi ra luôn các bạn ạ. Rồi đây, chúng ta dặn ra nha. Đây, bên trong sẽ có một cái cán tô vít. Còn đây là những cái đầu tô vít nha các bạn. Được sắp xếp như thế này là rất ok nha, ngăn nóc nha. Đó, thích đầu nào thì chúng ta lấy ra đầu đó nha các bạn. Cái này là tổng số là có 32 đầu nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cảnh cảnh nha. 32 đầu nha. Đó, 32 đầu. Có rất nhiều vít, 32 đầu. Để chúng ta tiện sử dụng nha. Có những cái đầu lục giác nha các bạn. Để chúng ta mở khóa, nhiều cái khóa lục giác các bạn, như khoan đồ á. Đây, có những cái nhỏ li ti. Và đây là cái đầu. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta muốn sử dụng, chúng ta chỉ cần lấy cái này thôi. Và chúng ta chỉ cần việc cho vào đây thôi. Đó, và chúng ta bật. Rất chỉ là đơn giản. Cái này có 500 nó hít vào nè các bạn. Đó. Và khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ bỏ vào đây. Là nó sẽ tránh được cái tình trạng là thoát thoát mắc cái những cái đầu này nha các bạn. Sản phẩm này mình nghĩ mỗi nhà nên mua một bộ về để sử dụng nha. Rồi link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nha. Các bạn dành ra vài giây đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng nha. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.